Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi tiếp phần còn lại của Đi Tìm Người, một tác phẩm truyện ma mới của tác giả Ngọc Trâm. Sau rất nhiều những cái sự kiện ma mị xảy ra với bốn vị bác sĩ, cùng những gốc khuất trong cuộc đời của họ, như câu chuyện về bi kịch gia đình của bác sĩ Cường, rồi câu chuyện về cái mối quan hệ lén lút của Minh và bà Lệ, cùng những điều mà bà Lệ mua chuộc, mong rằng các bác sĩ hãy làm cách nào đó để cứu con trai của mình, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá giải mã những cái bí mật đằng sau, dẫn tới những cái bi kịch về tâm linh của ngày hôm nay. Chúng ta cùng nghe Đi Tìm Người tập kết của tác giả Ngọc Trâm. Huy mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả Ngọc Trâm, theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy để đường link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Nghe mấy lời của bà Lệ, Minh không khỏi giật mình. Đôi mắt anh mở to nhìn vào bà ta. Anh không ngờ bà lại nghĩ ra được một cách như vậy. Vì tính mạng của con trai mình mà đành tâm cướp đi mạng sống của những đứa trẻ khác. Anh có chút run sợ, vì bà Lệ là người mà anh thường xuyên quan hệ lén lút bấy lâu nay. Hai tay của mình chợt ôm lấy đôi môi của mình giằng xé. Mắt anh liếc ngang liếc dọc, chốc chốc lại nhìn lên gương mặt đầy sự nghiêm túc của bà Lệ, rồi chỉ biết nuốt nước bọt. Mãi không thấy mình trả lời, bà Lệ nói: "Bác sĩ cứ suy nghĩ lời tôi nói đi. Nếu là một trái tim tốt, tôi sẵn sàng trả thêm 100, coi như lời cảm ơn." Dứt câu, bà ta nhẹ nhàng đứng dậy quay đi. Minh ngồi ở lại trong tâm trạng sững sờ rất lâu. Càng nghĩ sẽ càng trở nên rối rắm. Minh quyết định gạt đi lời yêu cầu độc ác đó mà quay về. Nhưng trên đường đi, suốt chặng đường, con số 500 triệu cho một trái tim cứ như ma lực, khiến cho anh không ngừng suy nghĩ. Nhưng khi về tới nhà, bình tĩnh suy nghĩ lại, anh mới thấy việc đó thật là bất nhân, nên lại một lần nữa quyết định gạt đi lời yêu cầu đó. Lại nói Cường đã bước sang ngày thứ 3, ăn uống hợp lý để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khiến da cho con gái. Tình hình hôm nay diễn biến xấu đi. Dù bác sĩ và y tá đã tận tình chăm sóc, nhưng do đứa trẻ phỏng quá nặng, không có da cấy trong một thời gian, khiến cho bị mất đi dịch thể. Khả năng chống chọi với vi khuẩn kém đi, làm cho một vành tai của đứa trẻ bị nhiễm trùng tới mức để lại biến chứng. Cường thấy tình trạng của con gái mà suy sụp. Ngày hôm đó, chính Cường đã phải kiềm nén cơn đau, đưa con vào trong phòng phẫu thuật, tự cắt đi cái tai đang nhiễm trùng đó của con. Chẳng có người cha nào mong muốn chuyện không hay xảy ra với con gái của mình. Và không phải người cha nào cũng đủ can đảm trực tiếp cắt đi một phần cơ thể của con. Trong tình trạng đó, Cường chỉ có cách phải làm. Nếu không, để nhiễm nặng vết thương ấy lan rộng ra, thì cả khuôn mặt của con bé e rằng cũng sẽ bị vi khuẩn làm cho dị dạng đi. Sau ca phẫu thuật, Cường bước ra bên ngoài với ánh mắt vô hồn. Anh trở về phòng thay đồ, một mình nhìn bản thân trước gương mà không ngừng tự trách bản thân. "Xin lỗi Phi, là cha không tốt, cha không thể giữ lại vành tai cho con. Nhưng mà cha hứa sẽ tìm một vành tai khác phù hợp để mà ghép cho con." Cường tự vấn với bản thân mình trong gương. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét bản thân tới như vậy. Anh điên cuồng tự tay tát vào mặt mình những cái đầy đau đớn. Lực tát mạnh tới nỗi dấu của những ngón tay in đỏ trên da mặt. Mình đứng ở bên ngoài, sớm đã nhìn thấy cảnh đó. Mình chỉ lặng lẽ bước đi, xem như chưa từng trông thấy. Buổi chiều ngày ấy, hết giờ làm thì Minh về nhà. Anh nghỉ ngơi, vừa uống nước vừa xem tivi. Cuộc sống độc thân hưởng thụ của một bác sĩ nội khoa nhìn có vẻ nhàn hạ vô cùng. Hơn 7 giờ tối, tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh cầm máy lên xem,
thì biết là số của một người bạn ở dưới quê. Alo, tao nghe nè. À, mới nói hả mày? Dạo này khỏe không? Ừ, vẫn khỏe. Với trồng lúa ổn không? Ờ, vụ thu đông, lúa đang lớn, nhìn chung cũng ổn lắm. Ở trên đó làm lâu lâu cũng về chơi với anh em chứ mày. Mày biết mà, công việc bác sĩ đâu có nói rảnh là rảnh được đâu mày. Đổ đến đây thì người nam ở đầu dây bên kia bỗng tự nhiên không còn thoải mái mà trở nên ngập ngừng. Nói nghe nè, thằng cu Ninh á mới vô lớp 1 hơn tuần trước, mà tao thấy tội nghiệp đứa nhỏ quá. Đi học cứ bị bạn bè chọc là đồ không có cha đó. Mình nghe hết câu, không những không mũi lòng thương con mà còn cười khẩy nói. Từ đầu tao đã kêu bỏ cái thai đó đi mà không chịu. Hai bên thì nghèo, tao thì sự nghiệp còn đang dang dở, dựa vào lúa thóc thì làm sao dư giả chứ. Cố chấp đẻ nó ra thì tự nuôi nuôi. Tao với thằng nhóc đó chưa nhận cha con, mà thằng Ninh đâu có mang họ của tao. Mày điện nói với tao làm gì? Trời ơi, bởi vì mày không chịu xác nhận là cha con cho nên thằng bé mới mang hộ mẹ, chứ làm sao mang hộ mày được. Bây giờ cũng gần 7 năm rồi, sự nghiệp mày cũng có, không lẽ mày cứ tính không nhận con vậy luôn sao? Quay về nhận thằng cu đó thì sự nghiệp của tao coi như chấm hết đó gì. Mày điên rồi. Mà cũng ngộ, tao đã nói nó không phải là con tao, mà dưới quê á cứ nhắc đến tao là sao vậy? Mình, mày cứ chối bỏ như vậy thì tội nghiệp con Trang. Từ nhỏ tới lớn á, nó yêu chỉ có mày. Thằng cu đó không phải con mày thì con ai? Tao nói rồi, ngu thì chịu, không liên quan gì tới tao hết. Mình cúp máy ngang, chẳng buồn để cho thằng bạn nói gì thêm. Trong đầu của kẻ chối bỏ trách nhiệm đang nghĩ rằng, bây giờ thấy anh thành công, họ định dùng thằng nhóc đó bòn trúc anh chứ gì. Đừng có hỏng, thằng Minh này không hề có con vợ nào quê mùa như cô ta, càng không để cho một thằng tranh con làm vướng chân sự nghiệp được. Cặp mắt của Minh long lên bực tức, nhìn về chiếc điện thoại đang nắm chặt ở trên tay. Công việc hiện tại của mình là cho bà Lệ sắp xếp. Nếu như bà ta biết mình đã có con với người khác, thì liệu rằng bà ta có còn cho mình tiếp tục làm bác sĩ hay không đây? Không được, nhất định phải lấy lòng bà ta. Ánh mắt của mình lóe lên một tia quyết định. Anh bấm số gọi cho Cường. Cường à, anh có tiện nói chuyện hay không? À, có, bộ có chuyện gì sao? Để, có ai bên cạnh của ông không? Không, tôi đang ở với bé Vy nè. Mình đã ngủ rồi. Có chuyện gì Minh? Mình nhớ lại chuyện lúc sáng, nhếch mép khẽ cười, rồi lấy bình tĩnh nói qua điện thoại bằng cái giọng quan tâm. Bé Vy sao rồi? Cường thở dài, nhìn vào con gái đang ngủ trên giường bệnh. Lúc sáng mới cắt đi phần tai sắp hoại tử. Đợi ít hôm nữa tôi sẽ để da cho con bé. Cường à, nếu mà bây giờ có một đứa trẻ có thể giúp con của ông ghép da và tái tạo lại phần vành tai thì sao? Vậy thì tốt quá chứ sao nữa. Có đứa trẻ nào mà người nhà ký hiến da hả? Không, mổ sống. Cái gì? Cường à, tôi cần tim, ông thì cần da. Một đứa trẻ cứu cả hai cuộc sống của chúng ta đó. Cường lo cho con gái lắm, nhưng vấn đề này không phải là chuyện nhỏ, nên Cường lo lắng, sợ bại lộ ra thì sự nghiệp xem như tiêu tan thành mây khói. Nhưng mà Minh à, cái này liên quan tới tới mạng người đó. Ông lo gì chứ, dù sao cũng đâu phải là con của ông. Ông cứ suy nghĩ đi, sáng mai cho tôi câu trả lời.
Và không để cho Cường kịp nói gì, Minh vội tắt máy ngay. Con người của anh nhìn vô định về một phía, như đang tính toán chuyện gì đó. Chẳng bao lâu thì lên giường đánh một giấc. Gần 1 giờ sáng, Vi tỉnh dậy, miệng không ngừng rên rỉ vì đau. Vết phỏng nặng khiến cho đứa trẻ không thể cử động mạnh được. Nhìn con đau đớn, Cường không thể kìm nổi nước mắt mà khóc theo. Cường ban ngày làm việc, ban đêm hết giờ vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc cho con. Ấy vậy mà người mẹ của đứa trẻ lại không tới. Trong lúc con đang chịu đựng đau đớn từng giây, thì người mà bé Phi gọi là mẹ lại đang ngủ ngon trong vòng tay một người đàn ông khác. Hắn ta không ai khác, chính là cái tên giao hàng hôm trước. Ý nghĩa của 3 chữ tình mẫu tử hoàn toàn không tồn tại trong con người của Hương. Ba ơi, con đau quá hả? Tiếng nức nở trong cơn đau đớn của Vi như con dao cứa vào lòng của anh. Ráng lên con gái, ba tin là con sẽ vượt qua. Ba luôn ở bên con mà, đừng có sợ nghe con. Chợt người của bé Phi rung lên, nơi lồng ngực không ngừng nâng lên hạ xuống bất thường. Là một người bác sĩ, tình trạng này không phải Cường chưa từng chứng kiến qua. Nhưng người đang nằm trên giường bệnh bây giờ là con của anh. Cường không tránh khỏi cảm xúc sợ hãi. Vì à, ba này con, trở lại ba đi con. Cường không ngừng gọi tên con, nhưng đáp lại tiếng gọi đầy lo lắng ấy là một đôi môi mấp máy, giọng phát ra líu nhíu như dính vào nhau. Là một bác sĩ, Cường nhìn triệu chứng đó liền đoán được đứa trẻ đang bị hạ nhiệt đột ngột đi. Cuộn cuốn chân chạy ra bên ngoài, gọi y tá vô giúp một tay. Gần nửa tiếng sơ cứu trôi qua, nhiệt độ trong cơ thể của bé Vi mới phần nào ổn định lại, không còn giảm nữa. Khi các y tá ra ngoài rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 cha con. Cường nhìn Vi, với tình trạng hiện tại thực sự là rất tồi tệ. Anh vuốt lại mặt mũi một cái, hít thở thật sâu. 2 giờ sáng, Cường bấm số điện thoại cho Minh. Tiếng chuông vang lên một hồi dài, rồi cũng có người bắt máy. Minh, bao giờ anh định mẫu sống đứa trẻ kia? Câu hỏi đó của Cường làm cho Minh tỉnh hẳn giấc ngủ. Câu hỏi ấy không khác gì một tín hiệu nhắc nhở rằng Minh sắp có đồng minh để làm ra một câu chuyện phi pháp. Nếu được thì ngày mai chúng ta tiến hành ngay. Vì mọi thứ tôi đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu người trợ giúp thôi. Được rồi, quyết định vậy đi. Câu nói dứt khoát lạnh lùng của Cường lúc này đối với Minh là điều tuyệt vời nhất. Vừa cướp máy đi, Minh cười phá lên. Sống thì phiền phức, chết thì mọi chuyện im xuôi. Lại được thêm một số tiền, ngại gì không chết chứ. Minh nằm trên giường, nhìn lên nơi trần nhà cao. Anh hít một hơi thật sâu, như đang hưởng thụ không gian sống của riêng mình. Và rất nhanh, một ngày làm việc nữa trôi qua. Buổi chiều hôm sau hết giờ làm, Cường nhờ cô y tá trong bệnh viện chăm sóc để ý tới bé Vi. Anh cùng Minh cùng nhau đi trên một chiếc xe ô tô. Rồi chúng ta đi đâu? Đi tới một nơi ít người để tìm một đứa trẻ con. Minh trả lời một cách nhanh nhẹn, không cần suy nghĩ, vì mọi thứ anh đã toan tính từ ngày hôm trước. Chiếc xe cỡ lớn hết quanh co nhiều đường, rồi đánh lái sang một con đường bê tông mới xây. Nơi đây nhà nhà cách nhau một khoảng ruộng lúa rất lớn. Gần hết đường lộ, Minh lái xe, xoay đầu trở ngược ra. Anh đưa cho Cường một lọ thuốc mê cùng với một cái khăn. Nhìn Cường, biết làm gì rồi chứ. Cường cầm lọ thuốc mê, có một chút lưỡng lự, nhưng chợt nghĩ về con gái đang phải chịu đau đớn trên giường bệnh mỗi ngày, khiến cho anh hạ quyết tâm. Biết rồi. Mình mỉm cười, xuống ô tô, đi thẳng vào con đường đất. Cường ngồi phía sau xe hồi hộp chờ đợi. Phía bên mình, anh đi tới một ngôi nhà nhỏ, đứng ở một thân cây me duy nhất,
ở chỗ đó để mà cẩn thận quan sát. Anh nhìn tới nhìn lui phía trong ngôi nhà mà không để ý có một bé trai đang chơi ở gốc me, đang nhìn chăm chăm vào mình. Chú tìm ai hả? Mình giật mình, xém chút nữa ngã ra phía sau. Theo phản xạ, anh nhìn xuống đứa trẻ, giả vờ vẽ ra một nụ cười trên môi đầy thân thiện. Con tên gì vậy? Tên Ninh. Trong đầu của Minh lúc này nói thầm một câu: thứ nghiệt súc. Nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra hết sức thân thiện. Con ở đây á, vậy con có biết nhà của chú Duy ở đâu không? Chú là bạn của chú đó, nhưng mà lâu quá không gặp, cho nên không nhớ nhà ở đâu hết. Đứa trẻ thật thà chỉ về phía trước. Nhà chú Duy cách 4 cái ruộng á. Chú đếm từ đây nè, tới cái ruộng thứ 4 là tới á. Vì ở vùng quê, cuộc sống đơn giản, bà con chòm xóm lại đùm bọc lẫn nhau, nên đâu có ai dạy mấy đứa con nít cách đề phòng kẻ lạ. Ninh cũng vậy thôi, nó hồn nhiên trả lời Minh mà không một chút sợ sệt. Minh sau khi nghe xong câu trả lời liền nhẹ giọng hơn nữa: không biết nhà chú Duy hả? Vậy chắc chú tới nhà chú ấy đi, chú có xe chạy nhanh lắm. Biết nhà của chú Duy rồi giờ chú sẽ chở con về ha. Trong đầu của một đứa trẻ 7 tuổi, suy nghĩ non nớt của nó giúp người lớn là trẻ đáng khen, cho nên Ninh không hề đề phòng gì vị bác sĩ đó. Dạ, vậy đi thôi chú. Bước chân nhỏ đi trước mình với thiện ý chỉ là đang giúp người, mà không hề lường trước được sự nguy hiểm đang ở kề bên. Đoạn tới trước xe đã đậu sẵn. Nè, xe của chú đây, lên xe chú chở cho nhanh ha. Mình mở cửa xe ra, đưa đứa trẻ lên. Nên do không được người lớn dạy là không nên một mình lên xe của người lạ. Cái lỗ hổng giáo dục đó làm cho đứa trẻ không một chút do dự và bước chân lên chiếc xe tự thận. Đứa nhỏ vừa lên, Cường không một chút do dự từ phía sau chộp lấy, nhanh tay ghì chặt cái khăn đã tẩm thuốc mê vào mũi của Ninh. Thân hình nhỏ xíu giãy giụa, ú ớn được vài tiếng rồi nhanh chóng buông lỏng đi. Mi mắt nhắm xuống rồi nằm im trên xe. Chiếc ô tô cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi vùng quê yên bình. Cho đến khi người mẹ đơn thân phát hiện cha con không còn ở quanh nhà, hoảng loạn chạy hết làng trên xóm dưới hỏi thăm. Bắt đầu là những nhà có con nít mà Ninh nó thường hay chơi chung, cuối cùng là xuống ruộng tìm kiếm. Công an xã cũng vào cuộc tìm giúp, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác. Dự đoán ban đầu chỉ dọn dẹn 3 tự: bị bắt cóc mà thôi. Trải qua những che giấu bao biện tinh vi, thì một đứa trẻ đương khỏe mạnh nay lại bị cho là đã chết não. Cả tờ giấy xác nhận hiến tạng cũng được làm giả một cách hoàn hảo. Chỉ sau hơn 48 tiếng đồng hồ, phía bên công an xã chưa điều tra được thông tin gì về vụ mất tích của Ninh, thì trái tim của đứa trẻ xấu số đó đã được chuyển sang cho một cơ thể mới mất rồi. Người nhận trái tim đang khỏe mạnh đó không ai khác là Khánh, đứa con trai của bà Lệ, và là đứa cháu đích tôn của một tay sở hữu chuỗi khách sạn lớn trong thành phố. Sau ca phẫu thuật yên ổn ấy, chỉ gói gọn bằng một chữ: tiền. Một chữ ký vào tờ giấy cam kết sẽ hỗ trợ chi phí tu sửa, một phần máy móc cho bệnh viện đã mua chuộc được cả giám đốc bệnh viện. Ca phẫu thuật dù rất thành công, là thứ để tăng độ tín nhiệm cho bệnh viện đi lên, nhưng nó lại không được công khai ra. Da và lỗ tai của đứa trẻ được cắt mỏng đi, chuyển sang cấy ghép cho Vi, một đứa trẻ cũng kém may mắn khác. Hai ca phẫu thuật diễn ra cùng một lúc, một bên là Minh đang cùng với Thành và những bác sĩ khác cực lực tiến hành ghép tim, một bên là Cường, anh đang cùng với Thái và một nhóm bác sĩ khác phẫu thuật ghép da cho con gái.
Cường chính là người cắt da của đứa trẻ mang tên Ninh để cho bác sĩ khác xử lý. Nhưng mà cái khi anh tự tay cắt đi 8% da khỏe mạnh còn lại của con gái mình, thì anh lại thấy đau đớn như cắt vào da thịt của chính mình. Đúng là khát máu tanh lòng. Hai đứa trẻ cùng một độ tuổi như nhau, một đứa bị lấy đi mạng sống mà chẳng ai xót thương, một đứa chỉ mất đi 8% da tạm thời thì lại có kẻ đau xót. Vì để tăng miễn dịch và phục hồi cho Vi, Cường đã lấy da tự thân của con gái, cẩn thận và tỉ mỉ cắt trên miếng da mỏng ấy thành một tấm lưới. Vì Vi bị phỏng 85%, cho nên chỉ có cách cắt da thành lưới như vậy mới mong căng đủ diện tích bao phủ phần da bị phỏng đi. Sau khi có được tấm lưới da tự thân, Cường ghép lên trên vùng da bị tổn thương. Vì để tăng độ kết dính giữa da đồng loại với nhau, Cường cố gắng lấy da của Ninh mỏng nhất có thể ghép chồng lên phần da lưới lần thứ hai. Ca phẫu thuật ghép da diễn ra đầy sự căng thẳng, nhưng cuối cùng rất thành công. Cường còn cẩn thận tới mức lấy đi một mảng da dày của Ninh, mục đích là để che phủ cho 8% da đã bị lấy đi của Vi, thay thế tạm thời dùng da bị mất. Chỉ cần chờ cho cơ thể có đủ thời gian để mà tái tạo ra một lớp da mới, lớp da dày đó sẽ được tháo bỏ đi. Sau ca phẫu thuật, hai đứa trẻ may mắn được cứu sống. Phần thi thể không trọn vẹn của Ninh được Minh đưa tới một bãi đất trống gần nghĩa trang chôn xuống. Vì Ninh là đứa trẻ bị bắt cóc, chẳng có giấy tờ gì hợp lý để được chôn ở khu nghĩa trang đàng hoàng hết. Việc làm giả giấy tờ hiến tạng được, thì cái phần làm giả giấy tờ chôn cất nghĩa trang còn thuận lợi hơn rất nhiều lần. Nhưng bọn họ đã không quan tâm đến điều đó. Vì nếu làm giả giấy tờ chôn cất mà chẳng may bại lộ thân phận của đứa trẻ bị mất tích suốt mấy ngày qua, thì cái chuyện nhiều người ăn cơm tù là rất cao. Sự nghiệp và cả gia sản có khi sẽ mất hết đi. Từ đầu, tất cả đã đồng ý im lặng và chôn vùi ký ức ghép tạng sống xa đó đi rồi. Mọi việc êm xuôi. Suốt một năm qua, hai đứa trẻ được phẫu thuật ngày hôm đó đã dần trở về với cuộc sống bình thường. Câu chuyện về cậu bé mang tên Ninh bị làm giả giấy tờ phải hiến tặng dường như cũng trôi vào quên lãng. Cũng bằng thời gian đó, Trang không hề biết con trai của mình còn sống hay đã chết. Từng ngày sống trong nhung nhớ không nguôi. Từ lúc bị mất đi trái tim, cơ thể của Ninh đã chết. Linh hồn của cậu bé rời khỏi xác. Đứa trẻ tội nghiệp đứng nhìn người khác mổ xẻ thịt da của mình, mà chỉ nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ, nên chưa hề nhận ra được rằng linh hồn của nó đã rời khỏi thân xác một cách vĩnh viễn. Và những thứ cậu bé nhìn thấy không phải là mơ. Cho đến khi cái xác của mình được cho vào trong một cái túi đen kín, lái xe đi chôn xuống một cái bãi đất trống, cậu cũng đi theo. Nên đứng nhìn vị bác sĩ lén lút đào hố chôn xác bản thân một cách qua loa. Dù đang trời đêm, nhưng người bác sĩ ấy chôn xác rất nhanh, hoàn toàn không có một trở ngại nào làm chậm đi cái việc đào bới cả. Khi mọi chuyện xong xuôi, Minh còn đặt ở khu đất mới chôn đó rất nhiều đồ chơi. Toàn là những món đắt tiền đẹp đẽ, nào là siêu nhân, máy bay, xe điều khiển. Với một đứa nhỏ, trước mặt bài đồ chơi như vậy không tránh thoát khỏi sự mê mẩn. Linh hồn ngồi xuống chơi đống đồ chơi đó, thích thú với những thứ xịn sò mà ở nhà nó không có. Cậu bé nào đâu có biết được rằng lòng tốt giúp người khác của mình đã khiến cho bản thân mình trở nên vô hình mãi mãi. Đến khi chơi chán những món đồ ấy, linh hồn ngước lên nhìn thì không thấy người bác sĩ kia nữa. Thứ cậu nhìn thấy là khoảng đất trống rộng mênh mông và bầu trời đêm đầy tĩnh lặng. Nên trời khỏi miếng đất kia, đi về một hướng, mong tìm thấy người bác sĩ nọ, nhưng không được nữa. Hắn ta đã đi xa rồi, bỏ lại một linh hồn ngây thơ
chơi vơi, lạc lõng. Cậu bé bước từng bước chân nhỏ, chưa biết sẽ đi về đâu. Giữa chốn lạ lẫm, không có người lớn ở bên. Rất nhanh đứa trẻ cảm thấy sợ hãi. Nó khóc lên thật to, nhưng nào có ai nghe thấy. Lâu lâu mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Nhưng những người ngồi trên xe không nhìn thấy đứa trẻ lấy một lần. Một người đàn ông có thể nghe được tiếng khóc bi thương của Ninh. Ông ta bước tới hỏi nhỏ: "Nè, con là ai vậy? Sao con lại ngồi ở đây?" Đứa trẻ sướt mướt, đôi mắt lưng tròng nhìn người đàn ông. "Dạ, con tên Ninh. Con đi theo chú kia, xong rồi chú bỏ con rồi." Ông nhìn đứa nhỏ, đoán được phần nào của sự việc. "Rồi chú bỏ con ở đâu? Nè, dắt chú tới đó coi đi. Rồi chú dẫn con về nhà nghe." Đứa trẻ nghe nói được về nhà, mừng trở đưa tay đòi bế. Người đàn ông cũng rất vui vẻ, ẵm nó trên tay. "Chú kia bỏ con ở đó đó." Ninh chỉ tay về hướng ngược lại. Người đàn ông ẵm linh hồn đi theo hướng được chỉ. Tới một bãi đất trống, đứa trẻ lại chỉ tay vào trong khu đất ở một góc nọ, rồi nó nói: "Hồi nãy chú kia bỏ con ở chỗ đó." Ông ẵm đứa trẻ vào cái nơi được để rất nhiều đồ chơi. Ông nhìn thấy mảnh đất ấy thì liền biết được thân xác của đứa trẻ nằm bên dưới đó và vừa mới được chôn xuống. Ông nhìn nó ngây thơ, chưa biết được sự thật là mình đã chết, đang ở trên tay của mình. "Bây giờ về nhà của chú đi, rồi sau đó nói cho chú biết nhà con ở đâu. Chú sẽ đưa con về nhà nghe." "Nhà con trồng lúa. Trước nhà có một cây me. Có mẹ Trang, có bà ngoại, ông ngoại nữa." "Vậy cha con đâu?" "Con không biết. Con không có cha." Người đàn ông bế cái linh hồn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nơi thành phố này làm gì có nơi nào trồng lúa. Chắc lại bị cái quân ác ôn nào bắt cóc rồi cướp nội tạng đây mà. "Về nhà chú rồi á, con có tỉnh mơ được không?" Câu hỏi ngây thơ đó khiến cho người đàn ông rất khó trả lời. Đây không phải là mơ. Đoạn về tới nhà của người đàn ông, ông ta thở dài, đặt hai tay lên vai cậu bé, rồi nói: "Nè, con phải thiệt là bình tĩnh. Chú chỉ muốn con biết một sự thật mà thôi nha." Người đàn ông để Ninh ngồi ở ghế, đi ra sau nhà. Một mình cậu ngồi ở đó, nhìn xung quanh nhà của ông ta. Cậu thấy trên cao trong góc có một cái bàn thờ. Trên đó đặt một con búp bê đang ngồi. Ninh bước xuống, tiến đến cái bàn thờ, với tay mong lấy được con búp bê kia. Người đàn ông rất nhanh quay trở lại, tay cầm theo một cái gương soi. Không thấy cậu ngồi ở ghế, ông đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang chăm chăm nhìn vào một chỗ. "Nè, con đang nhìn gì vậy?" "Dạ, con chỉ muốn lấy con búp bê kia xuống thôi. Nhưng mà sao mấy tấm hình này bị đâm dữ vậy chú?" Đứa nhỏ chỉ tay vào những tấm hình. Người đàn ông lắc đầu phủ nhận: "Không có gì đâu con. Đâm như vậy để nhìn cho khác vậy thôi. Nè, con ra đây." Nên cứ nhìn chăm chăm vào một tấm hình, người đàn ông lấy làm lạ: "Nè, con quen mấy người trong hình đó sao?" Và đứa bé chỉ tay vào đúng tấm hình của bác sĩ Minh. "Dạ, lúc nãy con theo chú này ra ngoài kia nè. Chú bỏ lại đồ chơi cho con rồi đi mất à?" Người đàn ông mang theo đầy sự bất ngờ, tự hỏi bản thân, trùng hợp đến như vậy hay sao? "Rồi giờ con còn biết ai trong bốn người đó nữa không?" Đứa nhỏ hồn nhiên chỉ tay vào bức hình của Thành. "Dạ, trước khi đi á, con còn mơ thấy chú này nè. Với chú này mặc đồ bác sĩ làm gì đó nữa."
Người đàn ông đã hiểu ra câu chuyện, miệng nhếch môi cười, rồi cất vội cái gương đi. Ông lấy trên bàn thờ một sợi chỉ đỏ rồi nói: "Nè nè, đeo thứ này vô, ngủ tới sáng mai thì giờ con sẽ tỉnh mơ thôi ha." Ninh ngoan ngoãn đứng im cho người đàn ông kia đeo sợi chỉ vô. Ông ta bế đứa trẻ vào trong phòng của mình, còn dỗ cho nó ngủ. Ông quay ra bàn thờ, vẽ một đường phù phức tạp lên trán của con búp bê, rồi thầm nói: "Đúng là trời giúp tao, một công đôi chuyện. Tụi mày cứ ở đó mà hưởng thụ đi." Và sau đêm đó, cứ cách hai canh giờ, người đàn ông sẽ ngồi đọc chú. Mỗi lần như vậy thì Ninh rất đau đầu. Cậu quằn quại trên giường một cách thống khổ. Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, cho tới ngày 109 thì cậu bé mang tên Ninh chính thức bị người đàn ông tẩy não. Đến cả hình ảnh người mẹ thân yêu của mình, cậu bây giờ cũng không còn nhớ nữa. Để mọi việc êm xuôi, người đàn ông kia chấp nhận nuôi Minh suốt một năm để cậu trở nên mạnh hơn, duy trì việc đọc chú, để cho vào đầu cậu những ý định trả thù. Để một năm sau đó, từng tên bác sĩ năm nào lần lượt phải trả giá. Cả bốn người bác sĩ lần lượt gặp lại đứa trẻ xấu số năm nào, nhưng họ không nhận ra nữa. Trong đầu của đứa trẻ ấy sau một năm chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là trả thù mà thôi. Sau khi khiến cho Cường gặp tai nạn, cậu luôn ở đó theo dõi, nhưng Cường lại không nhận ra. Hương và Cường đang tranh nhau vấn đề ly hôn, bé Vì khóc òa lên phá vỡ không khí đó. Cường nhìn con gái mà thương xót vô cùng, quát người đàn bà hám tình kia: "Cô thật sự không còn một chút lương tâm của người mẹ nào cả." "Mặc kệ anh, tôi đã quyết ly hôn là ly hôn." "Được, cô đi đâu thì đi, bé Vì tôi nuôi. Những tài sản phát sinh trong lúc hôn nhân, tôi muốn một nửa." Cường nhìn thẳng vào cô, không thể tin nổi vào lòng dạ dễ thay đổi của một cô gái mà anh đã từng yêu. Nó lại thay đổi quá dễ dàng tới như vậy. Cả con gái của mình, cô ta cũng chẳng màng. "Được rồi, sẽ chia một nửa. Cô đi được thì đừng có bao giờ về." "Cả đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ về với hai cha con anh đâu. Một đứa thì sẹo đầy người, một người thì bây giờ đứng còn không vững, muốn tôi bên cạnh sao?" Cường không chịu nổi nữa, anh quát lớn lên: "Cái đồ trợ trẻn, cút đi!" Hương quay đi. Bé Vi nhào tới ôm lấy mẹ, nó khóc nức nở nói: Mẹ ơi đừng đi, cha đừng đuổi mẹ mà." "Tránh ra, ai là mẹ của mày?" Lực đẩy mạnh làm cho bé Vi ngã ra phía sau. Sự vô tình đáng sợ của Hương khiến cho con bé không có can đảm đứng dậy níu lấy cô lần thứ hai nữa. Đêm nay hai cha con ngủ trong bệnh viện. Khi bé Vi đương say giấc thì cũng là lúc Cường thức giấc, vì bị âm thanh nước nhiễu giọt ở trong toilet. Càng lúc bệnh viện càng yên ắng, càng lúc thì tiếng nước nhỏ xuống càng rõ hơn. Cường gượng dậy, từ từ tiến về phía toilet, đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa. Và đập vào mắt anh là một đứa trẻ đang ngồi xổm ở trên bồn cầu. Máu của nó chảy ra ướt đỏ cả một bên vai. Nhìn theo đường máu đỏ chảy dài đó, Cường phát hiện máu của đứa trẻ chảy xuống ướt đỏ cả cái nền toilet rồi. Và cái tiếng nước nhiễu giọt mà anh nghe thấy hai đêm nay chính là tiếng máu chảy. Kinh hãi tột độ, anh nhìn lên trên gương mặt của đứa trẻ kia. Nó đang nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Máu từ vết thương trên tay của Cường không ai động mà lại chảy ra ướt đỏ cả miếng gạc. Sự sợ hãi nhân lên gấp đôi khi anh nhận ra đứa trẻ đó
chính là đứa trẻ năm trước mà anh và Minh đã nhẫn tâm bắt cóc. Cường vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh, anh la lên thất thanh. Và tiếng la đó khiến cho cô y tá gần đó chú ý. Cô chạy tới nói: "Nè, có chuyện gì anh Cường?" Trên gương mặt lấm tấm đầy những vết xước kia đổ mồ hôi ra rất nhiều. Có mạ trong toilet. Phút chốc cô bị lời nói của bác sĩ Cường làm cho ngứa người ra. Nhưng cô cũng rất nhanh trở lại bình tĩnh, đi vào trong phòng bệnh, nhìn vào trong toilet. Đâu có gì đâu anh. Cường đứng phía sau cô y tá, đưa ánh mắt dè chừng nhìn vào bên trong. Nhưng lúc này cái toilet chẳng có gì kinh dị hết. Mọi thứ vẫn bình thường. Những giọt máu loang khắp nền bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại. Đang còn chưng hửng, cô y tá quay sang Cường nói: Chắc do anh ám ảnh tai nạn á, cho nên qua mắt thôi. Anh Cường à, anh nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ ổn mà. Cường gật gật đầu, đôi mắt không ngừng nhìn vào trong toilet. Cô y tá rời đi, để lại hai cha con ở trong phòng mình. Cả đêm đó anh không dám chợp mắt đi, dù chỉ là vài phút. Sáng sớm, cả ba người Minh, Thái và Thành vào thăm Cường. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Thái nhanh miệng hỏi: "Ồ, cả đêm không ngủ hay sao? Mà bữa nay nhìn ông sơ sát vậy?" "Đêm qua riêng mình quá nên ngủ không có được." Nói chuyện với nhau vài phút thì cả ba chị bác sĩ ra ngoài chuẩn bị làm việc. Minh bị Cường gọi ngược lại: "Ông Minh à, tôi có chuyện muốn nói với ông." "Hả, chuyện gì?" "Nè, ngồi xuống đây đi." Minh đi tới giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Cường, chờ đợi anh nói. Cái gì mà nhìn mặt ông nghiêm trọng vậy?" "Ông còn nhớ cái đứa con nít năm trước mình bắt cóc không?" "Nè, ai mà nghe được á thì chết cả đám á chứ không chơi đâu." "Ừ, hôm qua tôi thấy nó ngồi trong toilet. Và tôi chắc chắn rằng là nó đã về đây tìm chúng ta trả thù đó." Mình liếc qua liếc lại, suy nghĩ một hồi rồi mới cất tiếng: "Nếu mà nó đó thì đáng ra chỉ tìm tôi với ông thôi. Thái với Thành đâu có liên quan gì đâu. Mà cũng gặp nó đó thôi. Nè, ông đừng quên là cái ca phẫu thuật đó có sự góp mặt của cả bốn đứa tụi mình. Nhưng mà hôm trước tôi đã ra chỗ kia đốt tiền mã đồ chơi cho nó rồi. Nó còn tìm về đây làm gì nữa chứ? Tôi chắc chắn là tôi không có nhìn lầm đâu. Ông coi tìm cách giải quyết đi." Mình nhìn Cường thật lâu, thoáng gật đầu rồi rời đi. Trưa hôm đó, Cường ngồi trên một chiếc xe lăn, dùng hai tay đẩy bánh xe ra ngoài để hóng gió. Anh chợt nhìn thấy có một người đàn ông, đầu đội cái nón lưỡi trai cũ kỹ, mặc chiếc áo gió đen khá dày, đang nhìn mình. Đến lúc anh nhìn thẳng vào hướng của người đó thì người đàn ông kia cũng chỉ nhếch mép cười một cái rồi mới quay lưng rời đi. Cường lại mông lung. Anh thấy cả đàn ông đó vừa lạ lại vừa trông thấy thân quen. Nhưng rồi vẫn không tài nào nhớ ra được, Cường cũng thôi không suy nghĩ nữa. Mọi sinh hoạt bây giờ trở nên khó khăn vô cùng. Bé Vi còn quá nhỏ để có thể chăm sóc cho cha. Trời cứ dần chuyển sang màu tối là lòng dạ của Cường càng lo lắng hơn. Anh sợ rằng sẽ gặp lại cảnh tượng của đêm hôm qua. Nghĩ tới đứa trẻ máu me be bét ngồi nhìn anh đầy căm phẫn trong toilet mà anh không sao nuốt trôi cơm được. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bà Lệ với con trai của bà bước vô, đặt giỏ trái cây cạnh bên giường. "Chào bác sĩ, tôi nghe tin bác sĩ gặp tai nạn. Nhưng mà vì công việc bận quá cho nên bữa nay mới có chút thời gian đi thăm." "Dạ, tôi cảm ơn chị nhiều." "Nếu sau này bác sĩ gặp khó khăn gì cứ nói tôi. Tôi giúp được sẽ giúp cho bác sĩ." "Dạ, thật sự không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm." Hai người hỏi thăm nhau vài phút, bà Lệ dắt con trai ra dậy. Và sự có mặt của Khánh
đã làm cho hồn ma Ninh chú ý. Cậu bỏ lại tên bác sĩ trên mình còn đầy những vết thương kia mà đi theo Khánh. Suốt chặng đường dài ngồi trên ô tô, lâu lâu Khánh lại có cảm giác như có người đang ngồi ở hàng ghế sau, nên cậu cứ quay đầu nhìn về phía sau mấy lần. Nè con trai, chuyện gì vậy con? Dạ không có gì. Con có cảm giác có người ngồi phía sau thôi à? Có ai đâu chứ. Đừng có tưởng tượng lung tung nữa, sắp về tới nhà rồi đó. Dạ. Đêm đầu tiên Ninh ở trong căn nhà to lớn, nhìn thấy Khánh nằm ngủ trên một chiếc giường nệm êm ái. Một phần ký ức khi trước bị bùa chú tẩy não loáng thoáng hiện ra. Cậu thấy có rất nhiều vị bác sĩ đứng quanh cậu bé kia, và Ninh cũng nhớ được chính bác sĩ mình là người lấy trái tim trong cơ thể của cậu đặt vào cho cậu bé đang nằm ngủ ở kia. Trái tim của tôi. Tiếng nói lạnh lẽo và chút uất nghẹn của Ninh làm cho Khánh giật mình. Trong căn phòng quen thuộc, Khánh tự dưng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù khắp căn phòng chẳng có thứ gì lạ xuất hiện ra. Đêm ấy, cậu mở sáng đèn phòng, đắp mền lên tới tận cổ để ngủ đi, nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh. Tuy chưa tới 10 tuổi, nhưng cha mẹ của cậu đã sớm cho cậu được ngủ giường riêng, học một bài học tự lập đầu tiên trong cuộc đời. Khánh liếc nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức đặt ở cạnh bàn. Kim giờ và kim phút chỉ đúng con số 12. Cậu cũng hiểu ra bây giờ chỉ mới vừa nửa đêm mà thôi. Cuộc sống của Khánh được sắp xếp trật tự tới mức đúng cả giờ giấc. Sáng đi học ở trường, chiều về còn phải học thêm. Và chỉ có sau 19 giờ tối, cậu bé mới bắt đầu được nghỉ ngơi. Nằm trong căn phòng của mình, đêm thứ hai sau khi theo mẹ đi bệnh viện dậy, Khánh bắt đầu gặp ác mộng. Ở trong mơ, Khánh thấy có một cậu bé ngang tuổi với mình, khắp người chảy ra rất nhiều máu, liên tục với tay đòi lấy trái tim của cậu. Đến lúc cái tay máu me đó chuẩn bị chạm vô người cậu thì cậu thức giấc dậy. Khánh thở lên hổn hển, trên trán đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Cậu liếc nhìn sang đồng hồ, kim giờ và kim phút lại cũng chỉ đúng vào con số 12. Nhưng sau khi gặp ác mộng một lần, lần sau thì mọi giấc mơ không còn đáng sợ nữa. Sáng cứ đúng giờ là cậu bé phải thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, rồi lại đi học. Mọi việc được lặp lại theo một khuôn khổ, trình tự bấy lâu nay. Cậu bé cũng nhanh chóng quên bén đi những cơn ác mộng quá dị đó. Những cơn ác mộng cùng với một nội dung cứ bám lấy cậu trong suốt một tuần. Tuy cậu bé nhanh quên và cũng không mấy bận tâm tới chuyện đó. Nhưng sau một tuần thì đôi mắt của Khánh bắt đầu lởm vô, nổi gân xanh. Đêm thứ bảy, khi cậu đang ngủ thì lại nghe trong phòng có tiếng động phát ra. Cậu thức giấc và nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi với mình đang nhìn lên đống gấu bông và siêu nhân trên kệ tủ. Khánh cất tiếng nói. Bạn là ai vậy? Sao bạn vô được đây? Bạn có nhiều đồ chơi đẹp quá à. Khánh mỉm cười bước xuống giường. Nó nói tiếp. Mẹ mình nói đồ chơi phải biết giữ gìn, nhưng mà cũng phải biết chia sẻ nữa. Bạn thích cái nào? Để tôi lấy xuống cho bạn chơi. Ninh chỉ tay lên con siêu nhân to ở trên cao, rồi nói. Cái đó được không? Không một mảy may suy nghĩ, Khánh bắt ghế, đứng lên trên cái ghế mà lấy con siêu nhân xuống. Đây nè. Khánh quay đầu nhìn về phía đứa trẻ nọ và giật mình xém té đi, khi trước mặt cậu bây giờ là một đứa trẻ đầy máu. Một bên tai của nó còn bị mất đi. Đứa trẻ kia cất tiếng nói bằng một cái giọng đầy ghê rợn. Bạn sao vậy? Đưa đồ chơi cho tôi đi. Đứa trẻ tiến hai bước về phía Khánh thì cậu chợt trùng mình, khiếp sợ khi nhìn thấy trên ngực trái của nó trống quắt, rỉ máu đỏ tươi. Cậu hét lên thật to, bên tai Khánh vang lên tiếng gọi.
Khánh, Khánh à, con mớ cái gì vậy con? Giọng nói đầy lo lắng của bà Lệ kéo Khánh thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia. Khánh ôm chầm lấy mẹ mà òa lên khóc. Phòng con có ma, con không ngủ đây nữa đâu. Vậy là đêm đó Khánh ngủ chung với mẹ. Sáng ra bà Lệ dù không muốn nhưng nhìn thấy con trai bất ổn nên đã cho cậu nghỉ học một ngày. Bà ôm con dỗ về nói: Con trai à, nói mẹ nghe coi, đêm qua con mơ thấy cái gì? Dạ, có một bạn nào đó đòi tim của con mỗi đêm á. Bà Lệ giật mình, có chút run rẩy khi nghe con trai nói như vậy. Cả ngày hôm đó bà mời hai người thầy tới xem nhà, nhưng khi họ vào trong thì chỉ lắc đầu rồi rời đi, cả tiền công cán cũng không lấy. Trước khi đi, hai người thầy chỉ nói đúng một câu duy nhất: phúc đức tại mẫu. Và họ cứ thế lắc đầu và rời đi. Bà Lệ cũng không phải là một người ngờ nghịch tới mức không nhận ra được chuyện gì. Bà vội vã nhắn tin cho Minh, hẹn anh ra một quán cà phê ít người. Bà Lệ đến trước, ngồi uống nước chờ Minh đến mà lòng dạ như ai đốt vậy, đứng ngồi không yên, ngóng trà ngóng vô từng giây. Minh đến bàn ngồi xuống, gọi một ly cà phê xong chờ bà Lệ nói chuyện. Bà ta cũng rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Nè, có lẽ đứa trẻ mà hiến tim năm trước đó bây giờ trở về đây tìm người rồi. Ừ, sao chị biết? Thằng Khánh liên tục gặp ác mộng, cả mấy ông thầy kia cũng ướp ướp mở mở. À, anh xem coi có cách gì giải quyết không? Tôi cũng đang tìm cách mà, chỉ là chưa tìm được ai có khả năng giúp cả thôi. Hay là đi tìm thầy trấn yểm linh hồn đi, đừng có để nó đi lung tung như vậy. Đừng để... À, chị bình tĩnh đi. Tôi cũng mời thầy từ An Giang lên, ông đang trên đường đến đây đó. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. À, được, cứ mời đi, chi phí bao nhiêu á tôi chịu hết cho. Thật ra tai nạn của thằng Cường á cũng là do đứa nhỏ nó làm. Trước kia chính hắn lấy vành tai của nó mà, bây giờ nó đòi lại cái vành tai đó. Bà Lệ nghe tới đó thì kinh hãi, sợ tới mức liếu cả lưỡi. Trời ơi, vậy thì trái tim không thể để như vậy được. Bất giác Minh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Anh nghe máy xong, anh lập tức nhìn lên bà Lệ, nói rất nhanh: Nè, tôi có công việc đột xuất, mọi chuyện sẽ giải quyết sau, tôi đi trước nha. Minh nhanh chóng rời đi, bà Lệ cũng thanh toán rồi đi dậy. Về tới nhà, thấy người giúp việc đang đứng lóng ngóng ở bên ngoài cửa phòng của Khánh. Dự cảm có chuyện không lành, bà bước nhanh vào bên trong. Đứng sát cánh cửa, bà đập lên liên tục: Khánh à, mẹ về rồi nè con, con ra mở cửa đi con. Khánh mở cửa ra, nhìn mẹ nó bằng con mắt hận thù như chưa từng được hận vậy. Bà Lệ phút chốc thấy sợ hãi vô cùng khi nhìn vào ánh mắt đó của con trai. Khánh ngồi xuống giường, hỏi bà Lệ bằng một cái giọng lạnh tanh: Mẹ đi đâu hả mẹ? Sao mẹ lại bỏ con? Không, mẹ chỉ đi giải quyết công chuyện chút thôi hả? Sao mà mẹ đỡ bỏ con trai của mẹ được? Tại sao hai ông thầy kia tới nhà mình lại nói câu phúc đức tại mẫu rồi rời đi vội vã vậy mẹ? Khánh à, chuyện này là chuyện người lớn, con không cần quan tâm làm gì đâu. Mà sao con lại nghe lén người lớn nói chuyện gì con? Mẹ cho con học nhiều cũng chỉ mong con biết nhiều mà, phải không mẹ? Phúc đức tại mẫu có phải là người mẹ làm việc tốt, lương thiện thì đời con sẽ hưởng phúc đức cả đời an yên, phải không? Bà Lệ tiến tới xoa đầu con, bà nói: Ừ, đúng rồi, mẹ sẽ làm mọi việc tốt để cuộc sống của con gặp nhiều điều may. Bạn kia là người đòi tim con mỗi đêm, có phải trái tim trong lồng ngực của con là của bạn ấy không? Khánh chỉ tay về một hướng,
Bà Lệ trung trảy nhìn theo hướng tay, nhưng lại không thấy gì. Tự dưng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Bà Lệ nuốt nước bọt trấn an con trai. Khánh à, đừng có nghĩ lung tung mà con. Khánh nhìn lên mẹ mình, đột nhiên nó bật ra một tràng cười quá dị. Cô ơi, trước khi cô trấn an ai thì con nghĩ cô nên trấn an lòng mình trước tiên đã. Một cái giọng lạ lẫm phát ra từ miệng của con trai. Bà Lệ nhìn xuống con thì thấy Khánh đang trợn trừng mắt lên nhìn bà. Quá sợ hãi, bà đẩy Khánh ra rồi vội vã loạn choạng chạy ngay ra khỏi phòng. Phía bệnh viện, Cường lại nhìn thấy người đàn ông hôm trước xuất hiện ra. Vẫn là cái áo gió đen cùng với chiếc mũ lưỡi trai đội gần khuất đi gương mặt. Nhưng lần này người đàn ông tiến lại gần phía Cường, nhếch mép cười. Bộ dạng của mày thì thảm quá rồi đó. Anh lại, tại sao lại theo dõi tôi? Người đàn ông từ từ lật dở cái nón ra, rồi hắn giọng nói. Mày còn nhớ hơn một năm trước, có một thằng ẵm một đứa trẻ bị phỏng nặng đến trước mặt mày, xin mày cấp cứu hay không? Cường ngờ ngỡ nhớ ra điều gì đó. Cả đàn ông nhướng mày lên, cái giọng khào khào thốt ra từ trong cổ họng. Là tao đó. Và đứa nhỏ đó là con trai tao. Rõ ràng tao là người đến trước, nhưng mày lại cứu đứa khác. Giá như mày không nhận tiền từ người kia mà cứu con tao, thằng bé đã không phải chết như vậy. Cường mở to mắt ra, anh nhớ ra chuyện ngày hôm đó. Lúc đó do anh nhận tiền đút lót mới để cho đứa trẻ với tình trạng phỏng nhẹ hơn vào trước. Người đàn ông nhìn thấy sắc mặt của Cường, chợt cười lên thích thú. Mày bất ngờ lắm hả? Đứa trẻ ma mà mày thấy trước lúc gặp tai nạn là đứa tao đem về nuôi để trả thù đó. Mà cũng trùng hợp là nó lại có thù với tụi bác sĩ thối tha chúng mày. Một công đôi chuyện, tao rửa hận, nó trả thù. Và cuộc nói chuyện đó bị Thành đứng ở một góc sau tường nghe thấy hết được. Anh lại nhớ về lời nói của đứa nhỏ chơi bóng tên An hôm nào, liền quay đi tới phòng bệnh của hai bà cháu ấy. Nhưng đến nơi mới phát hiện cha họ đã rời bệnh viện từ hôm trước rồi. Mình sau khi giải quyết xong chuyện ở bệnh viện, vội vã tới tìm ông thầy đến từ An Giang, chở ông ta tới bãi đất trống nơi chôn xác của Ninh. Khi tới nơi, ông thầy nhận ra linh hồn của cậu không còn ở đây, nhưng cũng lập ra một bàn cúng với rất nhiều đồ, rồi thắp nhang dẫn dụ linh hồn của cậu đến tìm. Nhưng cuối cùng không có hiệu quả. Ông thầy sau vài lần không gọi được hồn của Ninh đến, quay qua nhìn Minh lắc đầu. Đứa trẻ kia đã có người khác nhận nuôi, có cả nơi để dạy. Và hình như đứa trẻ này bị thứ gì đó khống chế, nên nó không đến đây được đâu, vô ích thôi. Thật sự không còn cách nào sao thầy? Ông thầy xua tay, cởi bỏ chiếc áo choàng đi. Vậy thôi, tôi không giúp được. Tôi cũng không lấy tiền công gì đâu. Mình bất lực, đành chở ông thầy ra bến xe. Lúc bấy giờ ở biệt thự, tuy bà Lệ đã rời khỏi phòng của Khánh rất lâu, nhưng Ninh vẫn còn ở đó. Bà ngồi dưới nhà, uống rượu hết ly này đến ly khác. Trong căn phòng nhỏ, một người một dông nói chuyện với nhau. Nè, bạn là ai? Sao cứ bám lấy tôi vậy? Vì trên người của bạn á, có trái tim của tôi. Nhưng mà chẳng phải là trái tim này bạn tình nguyện tặng cho tôi rồi sao? Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không nhớ được nhiều, chỉ biết bạn là người đang giữ trái tim của tôi thôi.
tôi không nhớ được mình có tặng trái tim ấy cho bạn hay không nữa. Cảm ơn bạn. Nhờ trái tim khỏe mạnh của bạn mà tôi không còn mệt nhiều nữa. Nhưng mà tôi cũng không biết làm sao để bạn nhớ ra mọi chuyện đây. Mà bạn không sợ ma sao? Chỉ cần không nhìn thấy cái hình dạng máu me kia thì tôi không sợ đâu. Tôi rất là khó kết bạn với ai, vì những người trong trường nói tôi giàu, động vô tôi sẽ gặp chuyện không tốt, nên họ không dám chơi với tôi. Về nhà thì vẫn phải học, không có ra ngoài chơi. Tôi không có bạn. Vậy thì sau này tôi làm bạn với bạn có được không? Được chứ. Bạn thích chơi cái gì tôi lấy cho. Chợt đầu của Ninh thấy nhẹ tình. Khánh nhìn Ninh nói tiếp. Ủa, trán của bạn sao mất cái chữ màu đỏ rồi kìa? Ninh sờ lên trán của mình rồi cũng ngạc nhiên nói. Mất rồi sao? Tôi cũng không biết tại sao nó mất nữa. Cùng lúc này, trong gian thờ mờ ảo, người đàn ông đang dùng một chiếc khăn lau bỏ phân bùa trên trán của con búp bê. Chú trả thù được rồi, giờ chú trả tự do cho con. Sau đó, người đàn ông tháo luôn cả chiếc vòng đỏ đi, đốt nó trên ngọn nến. Linh hồn của nhóc Ninh từ giây phút này được tự do, nhưng không ai hay biết cả. Hai đứa trẻ ngồi chơi với nhau. Bà Lệ lúc bấy giờ trong tình trạng say khướt, loạng choạng đi lên phòng con trai. Bà nghĩ rằng đứa trẻ ma quái kia vẫn còn trong thân xác của con. Vừa tới phòng đã vội quỳ xuống xin lỗi. Con ơi, thật sự xin lỗi. Cô xin lỗi con. Cô cũng chỉ vì thương con, không muốn mất con, cho nên mới tìm người đi thế tim. Nhưng mà cô không phải là người giết con. Chính là tên bác sĩ kia mới là người giết con đó. Cô chỉ muốn cứu con mình mà thôi. Khánh nghe mẹ nói như vậy, căn bản là không hiểu gì. Ai giết con? Là tên Minh, bác sĩ Minh. Cô chỉ trả tiền cho hắn tìm người có trái tim thích hợp thôi. Cô không có kêu hắn giết con, tất cả là tại hắn đó. Khánh nghe mẹ nói xong, nhìn xuống nơi ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực, rồi quay sang nhìn Ninh. Cậu bé bị lời thú nhận của bà Lệ dần dần quỷ hóa đi, từ từ biến thành một linh hồn đầy máu me kinh dị. Mẹ, trái tim này là của một người đương khỏe mạnh sao mẹ? Trong cơn say, bà Lệ không phân biệt được đâu là giọng của con trai, đâu là giọng của hồn ma nữa. Cô xin lỗi, con đừng ám con của cô nữa. Con đi tìm người bác sĩ kia mà đổi lại đi. Cô chỉ là người muốn mua một trái tim thôi. Khánh lùi lại một bước, như là đang rất sợ hãi chính mẹ của mình vậy. Mẹ chữa bệnh cho con, mẹ đi mua tim. Nhưng để con hết bệnh thì bạn kia phải chết. Sao mẹ lại làm như vậy? Một lời chất vấn của đứa trẻ con được học nhiều và có phần trưởng thành hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Bà Lệ nhào tới muốn ôm lấy Khánh, nhưng cậu lại càng lùi về phía sau. Cô giáo của con nói người thiếu đi trái tim thì sẽ chết. Mẹ vì mạng sống của con mà giết người khác sao mẹ? Bà Lệ lắc đầu liên tục. Trong tâm trí của Khánh bây giờ, cậu sợ mẹ cậu vô cùng. Cậu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét trong cơn run sợ. Cha ơi, con muốn cha. Ngay khi Khánh chạy ra khỏi phòng, cánh cửa liền lập tức đóng sầm lại. Đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Một giọng nói trẻ con đầy oán giận, trầm u lạnh lẽo vang lên. Bà nói ai là người giết tôi? Bà Lệ nghe thấy tiếng nói đó, ước lên nhìn theo phản xạ, thì thấy Ninh trong hình dạng máu me đầy người. Da thịt nhiều chỗ bị quyết sâu tới mức tổm lộm. Kinh dị hơn là ở phía ngực trái của cậu trống hoác một cái lỗ.
nếu nhìn kỹ còn thấy cả xương trắng ở bên trong. Bà Lệ sợ tới mức tỉnh trụ, tay run rẩy lấy chiếc điện thoại, bấm vào album mật, mở hình ảnh thân mật của bà với bác sĩ Minh, rồi chỉ tay vào đó. Là tên này, cô không làm gì hết, mọi chuyện là do tên đó đó. Do không còn bị văn phụ khống chế, cứ nhìn vào hình ảnh của mình, cậu bé nhớ về khoảnh khắc mình bị gã đưa lên xe, rồi có người ở phía sau khống chế lấy. Những ký ức liên tục dồn dập ùa về, làm cho cậu rất đau đầu. Ninh đưa con mắt hằn lên những tia đỏ, nhìn bà Lệ đang quỳ mọp đầu xuống, mà cả thân người run lên bần bật kia. Chỉ vài giây sau, bà Lệ đứng lên, ánh mắt vô hồn, bước từng bước vào tường, tự đập đầu liên tục. Vùng trán sưng lên, rất nhanh chảy cả máu tươi ra, nhưng bà không có cách nào để ngừng lại. Đến khi cả cơ thể của bà mệt lả đi, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại, rơi vào tình trạng mất ý thức, thì Ninh mới buông tha cho bà. Và cậu cũng rất nhanh lao đi tìm bác sĩ Minh. Lại nói về Minh, sau khi không được vị thầy pháp kia giúp đỡ, anh vội vã lái xe trở về quê. Đoạn sắp tới nhà của Trang, anh nhìn thấy Ninh đang đứng sát kế bên mình, trên hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Minh còn thấy được máu của đứa trẻ chảy ra không ngừng. Máu của nó dính cả lên người của anh, đỏ hết một bên áo. Đôi tay gậy mang màu da trắng xanh đặt lên cái vô lăng. Minh không điều khiển chiếc xe được nữa, nó cứ tự đánh lái, qua phải rồi qua trái. Bánh xe lết xuống đường bê tông, vẽ lên những vệt bánh màu đen, rồi đâm thẳng vào gốc cây me lớn. Chiếc xe như một con bò điên nhắm thẳng một thứ gì đó mà lao tới vậy. Cây me già tuy không đổ đi, nhưng cũng đã bật gốc, xiêu vẹo sang một bên. Vụ va chạm không mong muốn làm cho Minh bất tỉnh ngay sau đó. Bà con ở xung quanh nghe thấy tiếng động rất lớn thì liền chạy ra xem. Đầu của chiếc xe ô tô mớp méo khá nặng. Khi Minh được kéo ra, phần cổ ngụp xuống bất thường, cho nên người ta đoán rằng anh bị gãy cổ rồi. Người dân ở quanh đó cũng nhanh chóng nhận ra là Minh, đưa anh ra khỏi xe và chở tới bệnh viện gần nhất. Trang sau khi nghe tin Minh bị tai nạn phải vào bệnh viện, lòng lưỡng lự, nửa muốn đi nhưng một nửa còn lại thì không. Cô nghĩ đến những lúc cả đối xử tệ bạc với mình, cho nên quyết định không đi. Nhưng mà nằm ở nhà, cô lại mang theo một cảm giác khó chịu bức rứt vô cùng. Một cảm giác vô hình thúc giục cô phải đi, mặc dù kẻ đó là kẻ đã phụ tình cô. Cuối cùng thì Trang tới bệnh viện. Minh nhìn Trang bằng con mắt đáng hổ thẹn, nhưng bây giờ anh ta không nói được, chỉ cử động môi một chút thôi. Trang nhìn gã phụ tình nói: "Tôi không biết tại sao mình lại tới đây, chỉ biết là tôi phải đến mà thôi." Cái cổ đang bị bó chặt kia, nhìn cũng biết là gã bị gãy cổ rồi, Trang có chút thương xót. "Có cần tôi giúp gì không?" Mình nhắm mắt lại, ra hiệu ý là không. Trang quay đầu ra ngoài hành lang ghế để ngồi. Cô nhìn khắp căn bệnh viện, tự hỏi bản thân tại sao lại đi tới chỗ này. Sau khi Khánh gọi điện nằng nặc đòi cha trở về, thì cha của cậu bé cũng nhanh chóng thu xếp trở về trong đêm. Vừa về tới nhà, Khánh đã chạy ra mừng rỡ. Cha bế Khánh lên, hôn cậu một cái rồi nói: "Sao tự dưng nhớ cha tới mức mà nằng nặc đòi cha về vậy con?" "Dạ con muốn ngủ với cha." "Thôi được rồi, con lên phòng ngủ trước đi. Cha nói chuyện với mẹ một lát rồi sẽ qua phòng của con ha." "Dạ." Ông thả cậu con trai xuống, Khánh ngoan ngoãn đi lên lầu đóng cửa lại. Nhìn thấy con trai đã đóng cửa phòng, ánh mắt của ông chợt sắc lại, đưa tay phải kéo mạnh, lệch cả cà vạt bước vào bên trong phòng. Bà Lệ đang nằm ngủ thì bị kéo ngồi dậy. Bà ta trong tình trạng nửa tỉnh nửa say: "Ông làm cái gì mà kéo tôi mạnh quá vậy?" "Ly hôn đi." "Cái gì? Ly hôn à?
Tôi cũng không tha thiết với ông làm gì. Tài sản trong lúc phát sinh hôn nhân, mỗi người một nửa. Bà nghĩ bà nuôi trai bên ngoài tôi không biết hay sao? Tôi mệt quá, con tôi sẽ nuôi. Chỉ cần chia đều tài sản, cả đất cả tiền, cả những thứ khác ra là được. Con ai nuôi thì chờ tòa giải quyết đi. Vừa nói, ông vừa rút ra tờ giấy ly hôn mới tình, kèm theo một cái viết, rồi bước ra khỏi phòng, đi sang phòng của Khánh. Trang ngồi ở ghế không bao lâu thì ngủ thiêm thiếp đi. Bất chợt có một giọng nói lạnh lẽo của một đứa con nít, như sắp khóc tới nơi vậy. Mẹ ơi, mẹ có phải là mẹ của con không? Trang lâu rồi không được nghe thấy giọng của con trai, nhưng chưa bao giờ cô quên đi con của mình cả. Cô nói ngay: Mẹ, mẹ đây con. Đứa trẻ lúc ấy hiện càng lúc càng rõ ra, tiếng càng lúc càng gần tới, rồi ôm chầm lấy cô. Cái ôm chưa thỏa được nỗi nhớ mong suốt ngày tháng dài, thì cô đã giật mình tỉnh giấc mất rồi. Trang hoang mang tìm kiếm xung quanh, bệnh viện thưa thớt người. Và rồi cô lại thất vọng khi nhận ra đó chỉ là mơ mà thôi. Ninh ơi, con biết là mẹ nhớ con nhiều lắm không? Tại sao con không về với mẹ nữa? Con đâu rồi con? Trang vì quá nhớ con, vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa tự hỏi trong không khí như thế này, nên không còn bị bùa yểm khống chế. Khi gặp mẹ, từng dòng ký ức khi còn sống ùa về, nó nhào tới ôm chậm lấy mẹ của nó, nhưng dường như Trang không cảm nhận được. Bất lực, nó chỉ đành ngồi một bên, chờ cho mẹ nó ngủ đi, để đi vào giấc mơ của mẹ nó một lần nữa. Nhưng mà không, mẹ nó không ngủ nữa. Còn Minh do chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ của thuốc, nên anh ta đã rất dễ ngủ. Trong cơn mơ, anh thấy có một đứa trẻ đang đè trên người mình, hỏi anh bằng chất giọng đầy oán giận. Là ông giết tôi sao? Vừa nói dứt câu, Minh thấy đứa trẻ bấu thật mạnh vào da ở bên ngực trái, xé toạc một miếng da ra. Minh hét lên, đau đớn tột độ. Đứa trẻ đó lại tặng cho anh một tràng cười ma quái quỷ dị, điệu cười hả hê trước cái sự đau đớn của mình. Từ bên ngoài, Trang nghe được tiếng ú ớ. Bước vào trong, cô nhìn thấy dưới lớp da mắt của mình, con người đang chuyển động liên tục, trán đổ rất nhiều mồ hôi. Trang tiến lại gần, cô lên tiếng: Nè, anh bị sao vậy? Gặp ác mộng sao? Vừa hỏi, cô vừa kéo mí mắt đang nhắm nghiền của mình lên, và cô cứu anh khỏi cơn ác mộng bị xé da đáng sợ đó. Dây nối mặt nạ oxy chuyển động lên xuống liên tục, vì Minh đang hít thở thật mạnh, như muốn chớp lấy từng ngụm oxy quý giá. Trang ngồi xuống bên cạnh giường, rồi nói: Tôi vừa mơ thấy con. Chẳng hiểu sao cảm giác trong mơ lúc đó giống như con thực sự đang kề bên vậy. À mà quên, từ ngày thằng Ninh ra đời thì anh cũng đâu có gặp mặt nó. Anh chắc cũng không hiểu cảm giác nhớ con là như thế nào đâu. Con người của anh giống đã phụ bạc như vậy mà. Ninh nó nghe thấy, chợt nó cảm thấy mơ hồ. Gì chứ? Ông ta là cha của con sao? Trang đánh ánh mắt qua nhìn Minh. Sau câu nói của Trang, Minh chỉ nhắm mắt lại. Trang thấy được một sự chối bỏ trong ánh mắt đó. Cô đứng lên: Tôi thật là ngu ngốc khi đã đến đây mà. Nói xong cô bỏ đi vậy. Nên thấy mẹ trời đi thì cũng đi theo mẹ. Về tới nhà, không cầm lòng được, cô đốt một cây nến lên, lấy những tấm hình hiếm hoi giữa cô và Minh lúc còn yêu nhau ra mà đốt. Anh cạn tình, tôi cũng đã cạn tâm rồi. Đáng lẽ tôi phải làm điều này sớm hơn. Đôi tay trùng trùng đưa tấm hình lên ngọn lửa đốt đi. Hình ảnh bắt đầu cháy,
lửa từ từ lan ra hết cả tấm hình. Một tấm, hai tấm, rồi đến tấm cuối cùng. Cô ngồi thơ thẩn rất lâu. Gần 3 giờ sáng, cô mới nằm xuống giường thiếp đi. Và Ninh chỉ chờ giây phút này thôi. Mẹ, người chụp hình chung với mẹ là ai vậy? Đêm nay, trăng lạc vào một khoảng không gian tối mịt. Nghe giọng nói quen thuộc của con, cô mừng trở. Ninh, là con phải không? Con ra đây với mẹ đi. Lâu lắm rồi mẹ chưa được ôm con đó. Mẹ nhớ con lắm Ninh à. Mẹ trả lời cho con biết đi, người chụp chung với mẹ là ai vậy? Có phải là cha của con không? Không, hắn là kẻ phụ tình phụ nghĩa. Hắn ta bỏ mẹ con mình từ lúc mẹ còn mang thai con trong bụng. Hắn không xứng đáng làm cha của con đâu con. Bây giờ thì Ninh cũng nhận ra tên bác sĩ ác độc kia chính là cha ruột của mình. Nếu nói đến bà Lệ, chỉ vì muốn con mình được sống mà sẵn sàng cướp đi mạng sống của đứa trẻ khác, đã là một con người bất lương. Thì nói đến tên Minh, chỉ vì một số tiền, chỉ vì một mối quan hệ mập mờ mà giết chết đi chính đứa con ruột của mình, thì liệu hai từ bất chân đủ để miêu tả con người của hắn ta hay không đây? Quán giận với sự thật đó, Ninh bỏ lại mẹ mình, đi tới bệnh viện tìm Minh. Ngay khi cậu xuất hiện trong phòng bệnh, đèn trong phòng chớp tắt lên liên tục. Mặt nạ dưỡng khí hình như không còn cung cấp oxy nữa. Minh nằm ở trên giường mở to mắt, tay chân lúc này trở nên nặng nề, không nhấc lên nổi. Ninh đưa bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo đứng trên đầu giường, mà vuốt mặt cho kẻ bội bạc kia. Cậu cười bằng cái giọng uất ức, rợn cả sống lưng. Chuẩn bị tiễn Minh về cõi chết, thì từ cảm giác uất hận tột độ, Ninh chuyển sang một cảm giác tổn lợm. Cậu cảm thấy ghê tởm người đàn ông đương nằm đó, nhờn gớm những gì hắn làm. Vì vinh hoa phú quý mà đành lòng giết chết chính đứa con ruột của mình. Ninh chỉ thiếu một can đảm nữa thôi là có thể kết liễu cuộc đời của kẻ bất nhân đó. Nhưng một giọng nói già nua, quen thuộc vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Người làm ác đó, không sớm thì muộn cũng gặp ác báo. Đừng để bàn tay của mình tanh máu như kẻ sát nhân đang nằm kia con. Giọng của bà lão đã thu hút sự chú ý của Ninh. Cậu bước ra ngoài. Giọng nói ấy là bà của An. Vẫn là đôi mắt nhăn nhiều, hai con ngươi đen một cách đặc biệt, khó có ai mà có được. Bà nhìn Ninh rồi tiếp tục. Nếu con giết người đó, chẳng phải cũng ác như người đó hay sao? Bà nhìn thấy được con sao? Hãy trở về với mẹ đi con. Nói cho mẹ biết sự ra đi của con, để mẹ con thôi không trông mong con quay về bằng da bằng thịt nữa. Nếu đủ phước duyên, con cũng có thể trở lại làm con của mẹ một lần nữa mà. Bà ơi, sao bà biết vậy? Trước đây bà từng là một người có thể sai khiến hàng trăm binh sĩ làm những điều bà muốn đó. Ninh có chút không dám giết người, cũng có chút không cam tâm buông tha cho mình. Có chắc là ông ta sẽ gặp báo ứng không vậy bà? Bà lão lắc đầu. Bà không chắc, nhưng con hãy nghe lời bà. Về với mẹ đi con, bình yên nhất là ở nơi đó. Nghe lời bà lão nói, Ninh chợt nhớ tới những khoảng thời gian tốt đẹp ở bên mẹ. Và cậu thấy bà nói rất đúng. Dạ, vậy thôi, con về với mẹ. Cho cậu nhìn vào nơi phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang nằm đó. Cậu nói, coi như thù con đã trả xong rồi. Bà lão gật gù, nên cúi đầu chào tạm biệt bà,
rồi càng lúc càng xa. Bà lão bước từng bước về phòng bệnh của mình. Quá tra là quê bà ở đây, chứ vì không đủ khả năng chi trả viện phí trong bệnh viện lớn, cho nên mới xin về dưới này để mà duy trì điều trị. Nên sau khi về bên mẹ, nhiều lần báo mộng cho Trang về cái chết của mình, khiến cho cô không tin, cũng phải tin nó là sự thật. Cô đi tìm xác con, gửi nó vào chùa. Hàng tuần hay mỗi dịp rảnh đều tới thăm chùa với con. Người con gái mơ hồ không biết làm sao để có bằng chứng kiện gã Minh ra tòa vì tội giết người. Thì lúc này mạng xã hội xôn xao trước tin bà Lệ doanh nhân ly dị với chồng. Số tài sản phát sinh trong hôn nhân được chia đôi. Để có lợi trong việc giành quyền nuôi con, chồng bà còn là người lan tin những bằng chứng bà ta ngoại tình. Và không ai khác, đó chính là bác sĩ Minh, khoa nội của bệnh viện lớn nhất thành phố. Sau khi tòa giải quyết ổn thỏa chuyện ly hôn giữa hai người và trao lại quyền nuôi con lại cho chồng của bà Lệ, đó cũng chính là lúc Minh mất đi sự nghiệp bấy lâu nay. Nhà cửa, những thứ bà Lệ mua cho, cũng như là tiền bạc, không cánh mà bay đi mất. Từng ngày sống trong sự khinh miệt của xã hội khiến cho Minh không chịu nổi áp lực mà uống thuốc tự dẫn đi. Bà Lệ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi ly dị chồng, bà kinh doanh nhỏ nhưng không được thuận lợi. Còn Cường thì sau khi mất đi một bên tay, anh không làm bác sĩ nữa. Anh trở về nhà mở một cái tiệm sửa xe nhỏ, hàng ngày đưa đón bé Vi đi học. Nguồn kinh phí sống của hai cha con phụ thuộc hết vào những đồng sửa xe đó. Rồi một hôm nọ, Hương trở về thăm bé Vi, nhưng con bé không muốn gặp mặt cô ấy dù lấy một lần. Cô cũng nhận thức được mọi việc sẽ không còn trở lại được như trước, chỉ lặng lẽ đứng nhìn con rồi rời đi. Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn con từ đằng xa. Cô biết được cô bị con không nhìn mặt như ngày hôm nay là do chính bản thân cô đã truồng bỏ cơ hội làm mẹ của mình. Sau 2 năm, mọi việc được lắng xuống. Trang bây giờ cũng đã có gia đình. Ngày cô hay tin mình vừa mới mang thai, cô vội vã lên chùa. Cô nói: "Mẹ hy vọng con sẽ được tới một nơi tốt hơn, hoặc ít ra hãy cho mẹ một cơ hội để được làm mẹ của con thêm một lần." Nên nghe được mẹ nói với mình như vậy, lại biết được mẹ mới có thai, vui mừng khôn xiết. "Con chờ ngày này lâu lắm rồi. Con sẽ xin Bồ Tát cho con đủ duyên quay về làm con của mẹ thêm một lần nữa." Ông trời động lòng thương trước tình mẹ con của hai người, đã tạo duyên cho Ninh được quay trở về làm con của Trang trong kiếp này thêm một lần nữa. Cuộc sống của con người chỉ là một kiếp trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp sau, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Ghé qua ta bà nơi lưu trọ, mượn ân trả nghiệp đến hết đời. Nghiệp còn duyên, còn nợ chưa dứt, còn gặp còn trả đến bao giờ. Nhân sanh biến lai bất dị thiện, bì đời hơn nhau ở chữ có, dẫn đời lời lẽ trót đau thương, mê muội cố chấp hồng chiếm được, cuối đời đau lòng nhận ra lý, đến chẳng mang tới, chết chẳng mang đi. Bật nắp quan tài người biệt trọ, một đời trả nghiệp nợ dứt rồi.